Em xin chào các bác, đã quay trở lại với kênh YouTube của shop Nhật 87 Láng Hạ Hà Nội. Hôm nay buổi sáng em lại về được thêm một con tủ lạnh Hitachi. Mẫu này là mẫu Hitachi đời mới nhất bây giờ, con này sản xuất 2019. Thì em sẽ review lên cho các bác xem. Thì mẫu tủ lạnh này đang khá là hot, Hitachi nó là thương hiệu số 1 về tủ lạnh. Thì con này nó là được hoàn toàn nó là màu trắng nha các bác. Mẫu này nó lại là mẫu phiên bản đặc biệt, nó khá là đẹp luôn. Đây các bác nhìn này. Nhìn cực đẹp luôn, quá là đẹp. Nhìn rất đẹp rồi các bác ạ. Em thấy nhìn đẹp quá nên hàng nó về em cắm tét cái là em đã quay video luôn lên cho anh chị em xem. Và ai đang có nhu cầu mà tìm một em tủ lạnh Hitachi mà dung tích của này, em này nó là 550 lít nha các bác. À chết, em xin lỗi. 505 lít ạ. Em đính chính lại là con này là 505 lít ạ. Của hãng sản xuất Hitachi, công nghệ eco khử khuẩn. Và đây là đèn báo mình bật chế độ tích cực điện này. Còn đây là điều chỉnh có 3 ngăn này, 2 ngăn này, ngăn đông này, ngăn mát này, ngăn làm đá rơi này, chế độ lạnh chung của tủ này, ngăn là hút chân không này, ngăn đông mềm. Con này nó không có, nó chuyển hóa chân không thành đông mềm các bác đây. Con này của nó khá là đẹp. Con này nó là một phiên bản đặc biệt. Đây các bác nhìn kìa, đẹp long lanh luôn, quá đẹp luôn ạ. Cái ngăn mát này thì các bác, như các video khác thì em đã giới thiệu rồi, ngăn mát này của Hitachi thì nó hay để là các cái đồ thực phẩm chín, đồ ăn thừa, hoa quả, rau, hoa quả này, sữa, thực phẩm chín, đồ thức ăn thừa, bia rượu thì các bác để trên này. Còn đây là thay nước để làm đá rơi, các bác cho nước đây, đá nó sẽ tự động rơi nha. Đây rất nhiều đá rồi. Còn đây là ngăn dự trữ đá rơi và đồng thời nó là ngăn để kem, sữa chua hay là các cái đồ thực phẩm đông cấp đông cứng các bác có thể để đấy. Và cái ngăn này nó hoàn toàn nó là ngăn đông mềm nha các bác. Đây, ngăn này thì các bác có thể để các cái đồ thịt cấp đông mềm, mình có chỉnh về chế độ đông mềm được ạ. Đây, còn đây trên này nó là các cái đồ như là khay kính Mica này. Còn đây là cái đồ này để các để chai lọ nhỏ này. Còn thêm các cái phần để trứng hay để trứng ở đây. Đây, con này em mới vào thông số một chút này. Con này có mã hiệu là RF51M4 này. 505W, ngăn đông nó là 142W, 142 lít. 505 lít này, ngăn đông là 142 lít, ngăn làm đá rơi là 45 lít và ngăn mát cực khủng luôn là 363 lít ạ. Em này được sản xuất 2019, điện 100V. Công suất tiêu thụ của con đen này của nó là 105W. Công suất xả đá của nó là 191W. Khá là tuyệt vời, khá là các cái thông số khá là hợp lý. Thì các bác nào đang cần tìm một em tủ lạnh mà dùng cho gia đình từ 3 đến 7 người thì alo trực tiếp cho em, hay là bác nào ở Hà Nội có thể qua xem trực tiếp tại địa chỉ là số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ Hà Nội xem hàng ạ. Bên em thì còn nhiều các sản phẩm như là tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm, máy ép chậm, máy rửa bát đây. Các bác nào mà đang có nhu cầu thì hãy ấn theo dõi kênh của em và bật thông báo lên thì để theo dõi các video lần sau. Đây, ngăn đông của nó đây, em vừa đã chưa được. Ngăn cấp đông cứng này của nó thì cũng là đẹp. Đây là ngăn để rau củ nha các bác, con này chuyên để rau củ. Thì con này không sượt cực đẹp. Con này 505 lít này thì bên em đang bán giá là 28 triệu. Sản xuất 2019, bảo hành 15 tháng. Bao test trong vòng 1 tháng, lỗi đổi mới. Em vào free ship cho vòng 50 cây ạ. Các bác nào mà ở xa quá thì em không miễn phí ship được nha các bác. Nhiều các bác hỏi em là có miễn phí ship được không, nhưng mà thực sự là ở xa quá thì bên em phải thuê các công ty vận chuyển. Nó khoảng 5-70 cây thì bên em có thể là có xe ghép thì bên em sẽ chuyển miễn phí cho các bác trong vòng lắp đặt trong vòng 5-70 cây. Các bác nào mà đang có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em hoặc nhắn tin qua Zalo, số điện thoại là 0937445330, hoặc là nhắn tin em tư vấn thêm ạ. Bác nào ở Hà Nội thì qua địa chỉ là số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ Hà Nội xem hàng. Thì bên em làm việc là 24/24 giờ. Con này bên em đang bán giá là 28 triệu nha các bác, bảo hành 15 tháng, hàng cam kết zin nguyên bản 100%.
các bác xem video của em thấy hay thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé, và bật thông báo lên để theo dõi các video lần sau ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.